Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thao tác cũng tương đối là dùng phổ biến. Đó là chúng ta sẽ chèn một cái logo và một cái video. Thì đầu tiên mình xin làm mới cái bàn làm việc này nhé. Mình sẽ làm mới lại từ đầu để cho mình dễ nắm bắt nội dung. Mình vào tab S4, mình chèn một cái video, đó là video cá vào đi. Rồi giả sử bây giờ mình có một cái logo công ty hoặc là một cái hình đại diện của cá nhân chẳng hạn, mình sẽ chèn lên trên cái video này ở bên góc phải trên cùng. Thì mình làm thế nào? Đầu tiên mình tạo một track video, các bạn nhấn tổ hợp phím. Sau khi tạo một track video, các bạn sẽ lôi cái mà được gọi là logo hoặc là hình ấy, ví dụ như mà hình thiên thần này đi, mình sẽ chọn đây chính là cái logo của mình. Thì bây giờ mình sẽ nới rộng cái không gian làm việc ra. Sau khi nới rộng không gian làm việc ra để cho mình nhìn cho dễ, thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh cho cái hình ảnh này về góc trên cùng bên phải để làm cái logo hoặc cái avatar của mình. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào trong cái biểu tượng là pan và crop. Thì mình có nói qua là cái chỗ này dùng để zoom ảnh các bạn ạ. Bây giờ mình nhấn vào đây. Sau khi nhấn vào đây ấy, thì điều đầu tiên là các bạn kéo cái này ra để nhìn cho nó toàn bộ cái khung của nó ra. Các bạn nhấn vào mũi tên hình tam giác này, chọn cho mình dòng 16 chia 9. Cái dòng 16 chia 9 đây nhé. Rồi, sau đó các bạn thực hiện thao tác lăn chuột. À sorry. Các bạn chọn lại cho mình dòng 16 chia 9. Sau đó các bạn nhấn vào một vị trí nào đó trong này. Nhấn vào một cái. Các bạn nhìn cái vòng tròn màu đỏ của mình không? Sau đó các bạn lăn chuột để cho nó nhỏ lại. Rồi. Sau đó các bạn chỉ việc là cầm. Cầm vào đâu? Bây giờ các bạn lăn chuột to lên lại này. Cầm vào cái cục màu vuông này, cục hình vuông này. Bốn cái cục hình vuông này. Cầm vào cục nào cũng được. Hoặc là vào giữa cái đoạn nó cũng được. Đừng có cầm vào cái vòng tròn. Đừng có cầm vào cái vòng tròn này. Cầm vào cái cục hình vuông là tốt nhất. Các bạn zoom ra thì các bạn nhìn thấy cái tấm ảnh của mình đây, mình lôi nó sang cho bạn nhìn thấy nó nhỏ lại. Bây giờ mình tiếp tục lăn chuột, sau đó mình tiếp tục zoom ra cho nó nhỏ lại nữa. Rồi bây giờ mình chỉ việc cầm cầm cái khung hình chữ nhật này này, khi nào nó xuất hiện cái dấu mũi tên 4 chiều ấy, thì mình mới cầm được nhá. Để ngoài này không cầm được, để giữa này mới cầm được. Mình giữ chuột trái và kéo nó về góc. Đấy là mình đã làm được một cái logo cho mình. Bây giờ mình sẽ chọn cái chế độ xong một cái thì các bạn tắt đi nhá. Xong thì tắt đi. Giờ mình chọn cái chế độ là best full để cho các bạn nhìn cho rõ. Best full. Bây giờ cái hình ảnh của mình rất là sắc nét. Rồi mình sẽ mở rộng cái không gian làm việc lên cho các bạn nhìn nhá. Đây, các bạn nhìn thấy không? Đấy là mình đã chèn được một cái logo vào đây. Bây giờ mình fly thử cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy cái logo nó xuất hiện không? Bây giờ mình muốn cái logo này xuất hiện từ đầu đến cuối video. Mình đang cơ nhỏ lại cái màn hình hiển thị. Thì mình chỉ việc kéo cho nó bằng với cái video thôi. Chỉ việc kéo bằng với cái video thì cái hình này lúc nào nó cũng xuất hiện trên này cả. Bây giờ mình cầm cái kim là mình chạy cho các bạn xem, các bạn thấy không, lúc nào nó cũng xuất hiện trên đây cả. Đấy chính là cách ẹt một cái logo lên trên một cái video.